Nhất Khanh kính chào khán giả của Người Việt TV. Hôm nay tại studio của Người Việt TV thì Nhất Khanh rất là hân hạnh được đón tiếp hai vị khách quý, đó chính là bác sĩ Nguyễn Chi Vĩ và nhà văn Đặng Phú Phong. Nhất Khanh kính chào nhà văn và kính chào bác sĩ ạ. Chào cô và chào tất cả quý khán thính giả. Thưa quý khán giả, thì bác sĩ Nguyễn Chi Vĩ làm trưởng ban của Ủy ban xây dựng tượng đài Hoàng đế Quang Trung và cũng chính là chủ tịch của Hội Tây Sơn. Và bác sĩ Nguyễn Chi Vĩ cũng như là nhà văn Đặng Phú Phong là một trong 14 người của Ủy ban xây dựng tượng đài Hoàng đế Quang Trung. Câu hỏi đầu tiên thì Nhất Anh muốn đặt cho đến bác sĩ Nguyễn Chi Vĩ, đó chính là lý do gì là mình đang dự xây dựng tượng đài của Hoàng đế Quang Trung vậy bác sĩ? Thưa cô và kính thưa toàn thể quý khán thính giả, Hoàng đế Quang Trung là một anh hùng dân tộc, là một người xuất thân từ đất Bình Định, thành đồng hương Bình Định. Chúng tôi ao ước được xây dựng tượng của ngài để mà nhớ về quê hương đất nước, cũng như tình hình hiện tại. Vua Quang Trung là một vị anh hùng, nghĩa là chống ngoại xâm. Đất nước chúng ta bây giờ gặp hiểm họa của phương Bắc, thành đây chính là cái nguyên nhân mà anh em của chúng tôi quyết định thành lập bức tượng của ngài. Thưa nhà văn Đặng Phú Phong, thì cái công trình mà mình xây dựng tượng đài của Hoàng đế Quang Trung là có quy mô như thế nào ạ? Thưa cô, thưa quý vị khán giả, phải nói là 3 năm qua chúng tôi đã miệt mài lo cho cái công tác xây dựng này, thì nó rất là nhiều khê. Từ cái lúc mà hình thành của nó là với cái 4 người, sau đó lập thành một cái ủy ban, thì lý do mà chúng tôi làm như bác sĩ Chi Vĩ vừa nói, thì chúng tôi chẳng có cơ hội. Thật ra là chúng tôi có ý định làm lâu rồi, hơn 30 năm nay, từ khi có thành lập hội Ai của Tây Sơn. Nhưng mà vì lý do là kinh tế cho nên là chúng tôi chưa có thể làm được. Nhưng cái dịp mà có một cái tượng đài của vua Đức Trần Hưng Đạo, lúc đó cũng đang bắt đầu hình thành, thì chúng tôi có đi hỏi thăm dò cái giá cả, thì cái số tiền nó là tương đối là rất là nhỏ, cho nên chúng tôi hy vọng là chúng tôi làm được. Nhưng mà sau đó khi mà chúng tôi đã thành lập được cái ủy ban xây dựng tượng đài rồi, đó gồm do anh Vĩ là chủ tịch, là trưởng ban, và tôi là phó trưởng ban, cho nên cùng với tất cả những anh em cùng một lòng quyết định là làm thành một cái tượng đài lớn và làm bằng đồng, cho nó xứng danh với cái vua Quang Trung là một người anh hùng của dân tộc Việt Nam. Thì cái công trình này của mình là được cái tượng đài đặt ở đâu thưa bác sĩ? Thưa cô, cái tượng được đặt tại cái một cái gọi là cái Euclid Retail Center ở đường Euclid và một cái đường một cái đường nhỏ gọi là Business Center Parkway. Và trong tương lai cái con đường đó sẽ đổi thành đường Emperor Quang Trung. Thưa nhà văn và Đặng Phú Phong, cho chúng anh hỏi là cái công trình này khi nào mình sẽ dự trù, là khi nào chừng nào sẽ xong ạ? Thưa cô, đúng ra là cũng phải là xong rồi, nhưng mà thật sự là vì chúng tôi có nhiều cái trường hợp nó rất là khó khăn, từ cái lúc xây dựng rồi phải làm tất cả đúng theo kỹ thuật của City Require, cho nên nó kéo dài cho tới hôm nay, và hôm nay thì coi như là tương đối cũng đã gần hoàn tất rồi. Chỉ có vài những cái chuyện nhỏ, chẳng hạn như là làm đá trên tượng đài, cũng như là làm một cái bức tường, làm những cái cục cờ và xây dựng landscape của một cái công viên nhỏ khoảng 5.000 square feet. Cho nên là chúng tôi đã tham khảo sau khi đó là ngày 10 tháng 9 năm 2017, tức là khoảng còn hơn một tháng tí xíu nữa thôi, là chúng tôi sẽ làm lễ khánh thành tượng đài vua Quang Trung. Thưa bác sĩ Nguyễn Chi Vĩ, thì như nhà văn Đặng Phú Phong có nói là vào ngày 10 tháng 9 tới đây là sẽ là ngày khánh thành của tượng đài Hoàng đế Quang Trung, thì cho Nhất Anh hỏi là trong cái buổi khánh thành đó thì sẽ có những ai tham gia và những ai có thể tham gia được ạ? Thưa cô, cái đây là ước muốn của anh em trong ủy ban xây dựng tượng đài, là tất cả mọi đồng hương người Việt Nam ai cũng nên tới cả. Và thường thường cái Hội Tây Sơn đã thành lập 30 năm qua, thì mỗi ngày mà cái lễ đại lễ vua Quang Trung thì tất cả đồng hương đều tới, tất cả các vị dân cử, rồi tất cả các hội đoàn đoàn thể
và tất cả đồng hương cũng như là mọi người dân ở vùng Orange County này. Dạ. Yeah. Câu hỏi cuối cùng mà Nhanh muốn dành cho hai vị khách của ngày hôm nay, tức là nhà văn cũng như là bác sĩ, có những lời gửi gắm nào đối với độc giả của Người Việt TV không ạ? Mời chị. Dạ, thưa cô, thì kính thưa quý đồng hương, thì cái đây là tấm lòng của anh em chúng tôi để xây dựng bức tượng vua Quang Trung là một vị anh hùng dân tộc cũng như là một người đã chống ngoại xâm. Thì kính mong quý đồng hương cái ngày khánh thành tới đông đủ để chứng tỏ lòng ngưỡng mộ với vị anh hùng cũng như là cái tấm lòng của chúng ta đối với quê hương đất nước. Dạ. Yeah. Còn đối với nhà văn thì sao ạ? Thưa cô, chúng tôi xin nói rất rõ cái địa điểm cũng như cái giờ, tức là chúng tôi sẽ tiến hành bắt đầu 11 giờ sáng ngày 10 tháng 9 năm 2017 tại khuôn viên của cái tượng đài nằm ở trên đường Euclid và đường Business Center Parkway thuộc thành phố Garden Grove. Yeah. Thì chúng tôi rất hân hạnh được tiếp đón trước hết là tất cả các độc hương, thứ hai nữa là các vị dân cư của các thành phố cũng như là của quận nói chung ở cái vùng Nam California này. Và cái bữa lễ khánh thành đó, chúng tôi cũng đã được một số cơ quan sản xuất về thực phẩm cũng như nước uống, họ sẽ có những cái lều để mà ủng hộ cho tất cả những quý vị đến để mà có chút thức ăn nhẹ cũng như là có giấy khác. Thì tiện đây chúng tôi cũng rất là cảm ơn tất cả quý vị mạnh thường quân đã từng giúp đỡ chúng tôi trong thời gian qua và trong tương lai cho tới cái ngày mà khánh thành này. Chúng tôi cũng kêu gọi tất cả mọi người chung một tay với chúng tôi để hoàn thành cái bức tượng mà cũng phải nói rất là chúng tôi cũng cần thiết thêm những cái tiền để hỗ trợ cho sao cho cái tượng đài. Bởi vì lúc trước á, chúng tôi chỉ tính là làm một cái tượng vừa phải trong khả năng, nhưng mà không ngờ là càng ngày nó càng lớn, chẳng hạn như từ một cái tượng đá rồi thành một cái tượng đồng, rồi từ tượng đồng một cái khuôn viên nhỏ, thì chúng tôi là bây giờ được ông chủ đất, phải nói là cũng sẵn đây là chúng tôi xin cảm ơn chủ đất đã cho chúng tôi một cái khoảng đất khoảng 5.000 chiếc square feet vuông, cho nên thành một cái công viên nhỏ chúng tôi sẽ cố gắng làm cho nó đẹp, cho xứng đáng cái uy nghi của cái bức tượng. Và một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn TV Người Việt đã cho chúng tôi có cơ hội lên đây, và xin mời đồng hương cũng như là xin mời quý báo, quý đài ngày hôm đó sẽ đến với chúng tôi. Xin cảm ơn. Dạ. Ồ, cái này là câu hỏi ngoài thôi, nhưng mà ví dụ như nếu như mà đồng hương, độc giả mà muốn hỗ trợ thêm thì sẽ liên lạc bằng cách nào hả thưa nhà văn? Thưa cô, thì mọi việc thì liên lạc với cái văn phòng của Ủy ban xây dựng tượng đài Vua Quang Trung, tức là văn phòng của tôi là văn phòng bác sĩ Nguyễn Chí Vĩ ở đường Bonsa 10161 Bonsa Avenue Suite 202, và số điện thoại là 714-775-2222. Dạ, vâng, xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Chi Vĩ cũng như là nhà văn Đặng Phú Phong đã dành thời gian đến với Người Việt TV ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn cô. Dạ.